nay thì mình ra tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm á, ấn tượng nhất là có hang tép kiển màu đỏ này, rất là vui, rất là nhộn, nhỏ xíu mà màu đỏ rất là dễ thương đó mọi người. Để cho mọi người mình cho nó lên trên xíu ha. Để nó lú lú lên vậy là thấy rồi. Hang tép kiển mini nè mọi người, màu đỏ nha, cực đẹp luôn á. Trời, hai con này thấy thương ghê luôn á. Nó thường thường mình thấy con tép tép đồng, tép ruộng mình thôi, nay mới thấy được hai con tép màu đỏ, quá đẹp. Tép màu đỏ dễ thương ghê luôn á. Đây, tép này không biết tép gì, đi gọi là tép kiển đại đi, mình đặt tên luôn. Cái này là của vợ bạn Thanh Liêm, tiệm cá cảnh Thanh Liêm chỗ đồ đổ cái thia mua về nuôi chơi á. Ủa, cái này có mấy em nữa nè, mấy bé bao nhỏ nhỏ nữa nè. Đó, tép đỏ đỏ nhỏ nhỏ dễ thương vậy không. Nói chung là thú vị quá ha. Đây có bốn năm con luôn á, nó bò vô cái vợt, nó dính cái vợt luôn mà. Thôi lấy cái vợt ra đó, nó vui xuống như vậy. Đây, ngoài bên đây là có mấy con cá kiển nhỏ nhỏ Liêm nuôi bên đây. Đây đó, đây là một em cá li thia, em cá li thia đó nha mọi người. Này là bản trưng bày, cá này cá 40k, tép kiển màu đỏ ha. Cá hồ, mấy cái hồ mô hình mẫu bạn để sẵn đây cho mấy bạn coi. Combo, đây gọi là những cái combo. Con này là trị giá 40 cành, bé phướng. Em phướng nha. Tép này dễ thương quá. Giá 40 cành nữa nè. Lúc mà sao nó ăn nhìn nó dễ thương dữ. Ôi hả? Cho ăn sáng luôn hả? Ừ. Ăn thức ăn nó tỉnh. Ăn tép nó thương quá. Ôi, cá là thành cá tư hãng nữa nè mọi người. Tên khác là cá mặt đen. Cá mặt đen hả? À. Cá mập đen hả? Đây có trùng chỉ nữa nha mọi người, có ai mua trùng chỉ liên hệ ha. Tuấn vô cái teo rồi. Quá là trùng chỉ luôn. Một trùng chỉ luôn. Xấu quả tiền. Liêm vợ đang thay nước chép 5.000 con hồng cam vây dài kết bên đà. Giờ đây coi cá đi, ba con. Táo, táo để trứng luôn kìa. Sâu gạo này bạn để thức ăn cho nó ăn, cho nó mập. Con cá 7 màu, quá trời 7 màu luôn. Ajinomoto. Bức tranh đẹp giá bán đi. Bán em đó em mua đi. Lại chụp hình với bức tranh cái coi. Hả? Lại chụp hình với bức tranh cái coi. Hình nước gì? Rồi bạn đi có bán giọt đó nè. Cụ chơi cá kiện hay thức ăn để dưới. Ghen hút đá. Mới lục cá gì nữa nè. Cá cảnh Thanh Liêm, số điện thoại là 0393809010. Mua gì? Mua sỏi. Hả? Mua sỏi hả?
sỏi vậy, nhà nuôi cá nhiều không? Hả? Nhà em mua nhiều không? Nhiều hả? Quá trời đẹp luôn đó, nguyên một bầy luôn nè, tung tăng tung tăng. Mua nhiêu đó hả? Ủa sao nay đi học gì sớm vậy? Về giờ gì hả? Đây mặt lạnh. Anh đi nhiều. Đẹp không? Bữa nay thấy anh thiết kế hồ mới đẹp không? Cảm giác của em thế nào khi đến tham quan hồ cá, tìm cá cảnh Thanh Liêm? Dưa cá bán cho xuống. Ủa, còn cá này 5.000 không? Còn lỡ cá này 5.000. Đây nè. Tiếng đèn kìa. Án đèn. Đèn mua ly. Ba đuôi nè, ba đuôi con nè, 5.000 nè. Mua con nào? Con bình bông nè. Bình bông. Cái con đó có thể có bỏ. Ngàn nè. Ê, sông nữa nè. Đẹp đi không? Lấy con màu xanh nè. Lấy con màu xanh nè. Lấy con màu xanh nè. Kìa, có con tép này hả? Tép mini siêu dễ thương. Thì lấy 7 màu. Lấy màu phun ron, rồi ngang cặp. Liêm bớt cá rồi, còn mấy con nữa. Con cá này nhiêu con nữa? 20. Ba đuôi, ba đuôi đỏ. Có con mắt à, con mắt này. Đạt đến hồng 15, con 18. Cá này là 40 nha mọi người. Cứ thử. Chơi để 5 cây. Chơi để 5 cây. Ba đuôi. Ba đuôi bé. Ba đuôi 5k. Mà ba đuôi còn không con mắt hả? Đem con ba đuôi bé đi. Con mắt hả, nuôi được không? Đâu? Mà nó vẫn mạnh khỏe nhưng mà nó còn có con mắt hả? Nuôi cá một con mắt chịu không? Bị lỗi rồi. Cái lỗi là sao? Bị lỗi là có một con mắt, giống như em hay có hai con mắt mà giờ em bị mất một con, còn một con. Rồi là cá bị lỗi á. Cá bảy màu đi. Đây lấy con tép này dễ thương nè. Con này hả? Ừ. Con này bị lỗi nè. Lấy con tép kìa. Cá này để dễ thương nè, bình tích nè. Tép rồi. Tép màu đỏ nè, thấy không? Tép đỏ nhỏ xíu thấy không? Mua nuôi nuôi cặp luôn. Cái vợt bự quá sao không biết, cái vợt tròn nó dễ dớt hơn. Khó hết. Con quý này khó. Mua ốc táo kìa nữa. Bự quá ha.
Cá cẩm Thanh Liêm nha. Số điện thoại là 0393809010. Số điện thoại đẹp quá ha. Mọi người nhớ lưu nha. Đồ lộ. Đúng rồi. Mốt em gọi nhà em gọi đi, Liêm vô anh giao cho hai con. Lỗ tiền xăng. Hai con anh vô anh đâu lấy tiền đâu. Dạ mọi người. Đây, con này là cái gì ta? Xe can. Xe can. Nè bỏ vô đi canh xe, xe can. Đến giờ bạn Liêm cho cá ăn. Ủa cái đó là cái gì á? Cục thức ăn hả? Cho cá ăn. Trời ơi thấy cưng dạ. Ờ nó bu kìa. Đá dạ. Cho cá ăn. Cầm ra coi coi. Mấy con bên đây không có cưng mà mấy anh con. Anh bỏ con nhỏ này nữa lên. Bỏ con nhỏ. Mấy con bên đây nó ăn chỗ kìa kìa. Tiêu rồi. Này nó cưng dữ. Gì hả? Thấy cái con nãy cương ghê. Đó đâu đây đó. Cái xe hả? Thức ăn nữa. Thức ăn này ăn thấy cương quá hơn. Lùi quá đó.